Tiền đạo U23 Việt Nam xuất sắc đứng đầu U23 Đông Nam Á ở chỉ số này. U23 Việt Nam đã có màn trình diễn nức lòng người hâm mộ trước U23 Malaysia. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã hạ đẹp đối thủ, tâm phục khẩu phục với tỷ số đậm và ở chiến thắng vẻ vang này không thể không nhắc đến sự xuất sắc của tiền đạo trẻ Đinh Xuân Tiến với một cú đúp không những vậy, hai bàn thắng trong trận đấu này cũng giúp sao trẻ của Sông Lam Nghệ An tạm thời trở thành vua phá lưới của U23 Đông Nam Á với ba bàn thắng, ngang bằng với Erlip Akman Rizan. Cầu thủ của Malaysia đã ghi bàn danh dự cho đội nhà trước Việt Nam. Sau trận đấu, Xuân Tiến bày tỏ quyết tâm vô địch ở trận chung kết và dự đoán đối thủ tiếp theo là Thái Lan. Em rất vui khi cùng toàn đội hoàn thành mục tiêu đề ra từ đầu giải. U23 Việt Nam sẽ cố gắng hết mình ở trận cuối cùng. Cặp đấu giữa Thái Lan và Indonesia rất khó dự đoán, nhưng cá nhân em nghĩ Thái Lan sẽ thắng 1-0. Có thể nói rằng Xuân Tiến chính là một trong những sao trẻ thể hiện được phong độ ấn tượng nhất của U23 Việt Nam. Anh đã được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin dùng ở cả ba trận đấu và đều cho thấy được khả năng của mình. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng Xuân Tiến sẽ tiếp tục ghi bàn để giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công trước vô địch. Còn với cá nhân, sao trẻ này cũng có thể giành danh hiệu vua phá lưới, đánh dấu một hành trình đáng nhớ trên đất Thái Lan. Trận đấu cuối cùng của giải sẽ được diễn ra vào 20 giờ ngày 26 tháng 8. Trước U23 Đông Nam Á, tiền đạo trẻ này cũng đã có nhiều lần tỏa sáng trong màu áo sông Lam Nghệ An tại V-League. Xuân Tiến ghi được 4 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Với màn trình diễn tốt như vậy, nhiều khả năng Xuân Tiến sẽ tiếp tục được huấn luyện viên Trussier triệu tập sau U23 Đông Nam Á để tập huấn, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và ASEAN.